Chào tất cả mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì Tiến xin tự giới thiệu, mình tên là Tiến, kênh YouTube của mình là Tiến B. Và số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435. Số điện thoại ở đây mình cũng có để ở góc trái màn hình nè. Anh em nào cần liên hệ với mình thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại này của Tiến nha. Nó sẽ nhanh hơn là anh em nhắn tin cho mình. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em mình hai cái mẫu súng bắn bằng đạn bi sắt phổ biến nhất, được nhiều người sử dụng nhất ở Việt Nam luôn. Nhiều anh em tin dùng sử dụng đó là mẫu M1911 và thứ hai là mẫu Gulo 733. Thì đầu tiên thì mình vào mình giới thiệu cho anh em về cái khẩu M1911 nha. Thì đây, cái khẩu này nó xài bằng bi 6 ly bi sắt và xài bằng lực khí CO2, khí nén là khí CO2. Tương tự về khẩu Gulo thì nó cũng xài bằng bi sắt 6 ly và xài bằng lực là bình CO2. Bình CO2 là cái bình màu trắng á. Đấy, mình để đây. Thì trước khi vào mình giới thiệu chi tiết về sản phẩm thì mình xin nói lại một cái lần nữa về cái cách giao dịch của bên shop của mình, được để cho tất cả anh em mình nắm rõ luôn nha. Thì hiện tại bên shop của Tiến chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, đó là chuyển khoản nhận hàng. Anh em mình mua hàng thì lưu ý giúp mình là chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi là chuyển khoản nhận hàng. Thì giá trị nha, đối với những cái dòng súng này giá trị của nó cũng tương đối là cao, nên không thể mình không có ship code, cũng không có giao dịch trực tiếp để tránh cái rủi ro cho cả hai luôn. Thì shop mình chỉ nhận là giao dịch trực tiếp thôi. Mình xin báo giá với tất cả mọi người về cái dòng súng bắn đạn bi sắt này. Thì cái dòng này nó cũng nằm trong tầm giá là vừa sử dụng, mình có thể là mua được, nói chung là không mắc quá và cũng không có rẻ quá. Thì đối với như cái con M1911 như thế này á, hàng mới 100%, thì mình sẽ con này là mình là đang bán là 6 triệu. Thì mình trong khi đó mình tặng kèm theo cho mọi người là 5 bình CO2 và khoảng 500 viên bi á, bi là bi sắt nè, khoảng 500 viên thì mọi người xài ok, rất là thoải mái thôi, không gì. Đây là con M1911 nha. Thì cái băng đạn của con M1911 này nó được 14 viên. Mình chế độ low bắt thì nó cũng giật phê thôi, phê lắm. Thì mình chỉ lên like, mình kéo slide rồi mình một lần là bắn thôi, không có phải như hàng cắt bụp rồi mình kéo ra, mình bắn từng viên nha. Đây là con M1911. Giá của nó là 6 triệu, mình tặng kèm theo cho tất cả mọi người là 5 bình CO2 và 500 viên bi, bi sắt 6 ly để mình chơi nha. Đây, M1911. Thì nó cái băng của nó thì nó sẽ chứa bình CO2 luôn. Cái băng của nó là chứa bình CO2 ở trong luôn, nó không phải là rời, không phải là riêng ra, nó dính liền với chung với cái băng đạn của mình, chung với băng đạn thì bình CO2 là chung. Bi này là bi 6 ly. Thì mình nhét thì mình cứ nhét từ ở bên mé, mình nhét trực tiếp vào. Mình nhét đạn như thế mình nhét vào nha. Rồi tiếp theo đây là con khẩu Gulo. Gulo này là Gulo bắn bằng đạn bi sắt 733. 733 thì hiện tại mình đang có hai mẫu, đó là mẫu màu đen và mẫu màu trắng, nó cũng xài bằng bi sắt luôn. Thì giá của con Gulo 733 này là 7.500.000. 7.500.000 với cái con Gulo bi sắt. Thì cái giá của nó nhích hơn một tí thì giá thì cái độ chơi, cái độ bền của nó cũng cao hơn con M1 nha. Thì nói chung là con Gulo này mình cảm nhận một thời gian bán hàng thì mình cảm nhận khách mà phản hồi gì rất là tốt. Xài nó không có lỗi lầm gì hết, nói chung là xài ok. Cái nhược điểm duy nhất của nó là nó chỉ có cái băng, nó chỉ có cái ổ quay nè, nó chỉ có 6 viên thôi, nó 6 viên đạn, cái nó ít hơn M1 thì nó tới 14 viên, còn cái này nó chỉ có 6 viên thôi, nó hơi có một cái nhược điểm là nó ít đạn, nhưng mà bù lại là nó xài cực kỳ bền, cực kỳ tốt luôn. Và có một cái điểm đặc biệt của nó nữa là nó có thể dùng để độ chế từ đưa hết á, nó có thể lên thể thao, lên cao su mình độ lên được. Thì anh em nào muốn độ thì cứ liên hệ với mình nha, thì mình trao đổi cái vấn đề độ điếc lên hàng này sau. Đấy là những cái điểm đặc biệt của con Gulo này, nói chung là nó tốt, full kim loại hết. Cái có cái ốp là cái ốp nhựa cứng nghe bớt, nó ốp giờ thôi, còn toàn bộ là full kim loại, xài rất là chắc chắn luôn.
Đây con hàng Gulo 703. Thì con này là 7.500.000. Anh em mình lấy về là xài ok luôn. Đấy. Thì mình lưu ý nha, bên mình chỉ bán chuyển khoản, không có giao dịch trực tiếp, không còn cách giao dịch khác. Anh em mình lấy hàng thì lưu ý giúp mình cái vấn đề này. Thì mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các video rồi. Thì cũng có một số, nói chung là bán hàng thì rất là nhiều người bị cái cú lừa. Nhiều người mua một cây súng như thế này nè, ví dụ như mua M1 hoặc mua Mulo thì mua tầm 2-3 triệu một cây thôi. Nó chính xác là 1.9 triệu, 1.8 triệu thì nó gửi cho cái cây khoang rồi đủ thứ hết đó. Rồi cũng có điện hỏi mình là bán cho mình cây súng 2 triệu sao thấy đăng có 2 triệu. Thật sự là mình không có giá cả, mình rất là rõ ràng cụ thể luôn đó. Để mình dặn cái bình CO2 này vào cho anh em. Để mình nói tiếp cái chuyện là lừa đảo của anh em nè. Khi mà 1.8 triệu hoặc là 2 triệu gì á thì nó sẽ gửi cho anh em một cái máy khoan, đúng rồi, để mình gáp cái ốp lại, nó sẽ gửi cho anh em mình một cái máy khoan đó. Thì không có, anh em phải phân biệt cái giá của nó, cái giá trị của cái món hàng. Không thể nào mà mình bán 6.000-7.500.000 mà bên kia nó bán có 1.000.000 không. Thì mình nói thẳng ra luôn, anh em nào mà mua được một cái, ví dụ như KM1911 mình đang bán là 6 triệu, anh em nào mua đúng y như cái cây này của mình, đúng y như vậy mà với giá 2 triệu á, đem lại đây mình sẽ thu lại 3 triệu, anh em lãi 1 triệu nữa, hoặc có bao nhiêu mình lấy hết đó. Mình nói đơn giản vậy, anh em mua được nó với giá 1.8 triệu-2 triệu mà giống y như cây của mình đó, thì mình thu lại có anh em 3 triệu, anh em lãi 1 triệu xài chơi đó, chứ không có cái giá mà 2 triệu. Mình dám đảm bảo 100%, ai mà bạn cái thường mà bán hàng cũ, hàng thanh lý lại á mà bán tầm 1.000.000 là lừa đảo nha. Anh em mình lưu ý giúp mình nha. Nói cái vấn đề này nhiều người cứ hỏi mình cái giá 1.8 triệu-2 triệu, mình cảm thấy nó không có đúng mấy đó. Rồi mình cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây. Anh em xem video thì nhớ cho mình một cái nút đăng ký và nhấn cái nút chuông kế bên để mình ra những cái video kế tiếp thì anh em mình xem được ngay. Hoặc là anh em muốn mình làm những cái video về những cái con hàng gì và làm những cái clip test hoặc là những cái câu hỏi của anh em muốn hỏi mình thì cứ để lại ở dưới bình luận, rồi mình sẽ làm video và giải đáp những cái thắc mắc đó cho tất cả anh em luôn nha. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.